Rồi, mình lên mạng mình search, mình search lời của chị qua mẹ thôi. Chị có qua mẹ thôi. Mình copy là đặc biệt copy nửa bài thôi, chỉ nửa bài thôi. Tắt đi. Rồi mở cái tệp mới, new, dán vô, chia ra là mỗi một cái dòng như vậy là chia ra tốt nhất là 4-5 chữ, cao lắm là 6 chữ. Rồi mình nhớ lại cái lời này sẽ hát từ lại từ cái chuyện ngày xưa, thì mình copy từ cái chuyện ngày xưa, mình copy từ cái chuyện ngày xưa, mình dán thêm khúc cuối hào là đào sóc trời, thì mình copy đào sóc trời thì một lần nữa, rồi mình dán vào, rồi sau đó mình copy toàn bộ những cái này, copy nó cái tại sao phải xài Notepad, tại vì Notepad cái bản mã của Notepad á là mình không cần phải chuyển đi chuyển lại lung tung gì hết, mình chỉ cần chuyển một lần thôi, mình copy hết, sau đó mình vào chương trình, mình lít chuột phải vào chương trình Unicode, mình dùng công cụ chuyển mã, ở trên là mã Unicode, ở dưới là mã Mini Window, mình chuyển mã nó báo thành công, xong đóng đi. Rồi bây giờ mình khởi động chương trình làm karaoke lên, Sayatu lên. Mở to ra cho dễ nhìn ha. Rồi mình làm nhanh quá, mình chọn new, mình dán toàn bộ cái vừa copy vào. Rồi nó sẽ ra như thế này. Bây giờ mình sẽ làm việc toàn bộ cho nó hết. Đầu tiên là để ý cái dòng bên này nó có chữ S ở đây. Mình lít ngay dòng đầu tiên, mình lít chuột phải thì nó có Signal Indicator. Đây chính là cái biểu hiện, một cái biểu tượng ban đầu của khi mà mình hát á, nó hiển thị lên. Rồi mình muốn thay đổi, mà muốn thay đổi cái hiển thị này thì mình vào cái module, mình chọn signal, ở phía này có signal đây nè, mình chọn bitter. Rồi dưới này nó có những cái hình, ví dụ như hoặc là trái tim, note là tờ giấy, star là con sao, lid là cái lá, smiley là cái nụ cười, thì mình chọn smiley. Cái size của nó mình đẩy lên max luôn, đây là vừa nhất là 200 luôn. Rồi bây giờ mình mới lấy nhạc vào, nhạc hồi nãy có để sẵn ra ngoài, chỉ có bằng bài thôi. Rồi bây giờ mình trở lại thân basic, mình từ một dòng, lúc nó để một dòng ở đây là layout, một dòng mình chọn qua hai dòng. Ở đây nó có hai dòng thì nó có first row và second row, vậy thì ở đây nó có hai cái thông số là x và y. X ở đây á chính là cái qua lại, cái thay đổi thông số này theo hướng qua lại trái phải, y là trên dưới. Bây giờ mình tạm thời mình khoan hãy đụng tới những cái chi tiết này, bây giờ mình cứ làm cái lời, mình sắp xếp cái lời mình vào nhạc cho chính xác. Lúc này thì các bạn cần cái kiểm cảm âm tốt là được, bấm vô record, bấm start record. Start record là word by word, mỗi lần một mình bấm nút space, cứ mỗi một chữ như vậy thì nghe nhạc tới đâu space tới đó, bắt đầu. Cái đoạn này là có thể là mình sẽ qua rất nhanh, mình vẫn làm nhưng mà mình sẽ cho qua rất là nhanh để các bạn không khó mất thời gian. Rồi xong hết rồi ha. Rồi bây giờ mình cái lít vào cái dấu kim cương, mình kéo lại đầu bài đi. Rồi tiếp theo mình kéo lại ngay cái nhạc, cái chữ đầu tiên này. Đây
Thì hồi nãy chúng ta đổi qua cái mấy dấu cười á, cái size nè, nè cái size nó nhỏ lớn nè, đó để bự đại đi, chả sao cả. Mình có thể thay đổi nhiều cái hình khác nhau, ai muốn thì liên hệ. Rồi ngay cái chỗ kể chuyện ngày xưa mình tìm ở đây, kể chuyện ngày xưa cái đoạn 2 á, đây mình gắn vô thì nó cũng có luôn, tí nó sẽ xem nè, gắn vô nó cũng có luôn, nửa bài vô là nó có luôn nào. Đó, kể chuyện ngày xưa luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu, mình mới chuyển mình qua cái phần title, mình chuyển qua cái kiểu chữ Vini, Vinisa, Vini mà mình thích. Thì thường thì người ta sẽ chọn những cái kiểu chữ nào mà thích là được, khoái chữ nào được, Vini là được. Nè, ví dụ như chọn kiểu Arito, đó, cho nó nhìn cho nó đẹp. Nhưng mà thường thường ở trên mạng thì người ta sử dụng cái kiểu Meli Icon. Đây, Meli Icon nè. Tại vì Meli Icon nó có icon, nó có cái mấy cái icon này có thể làm nam nữ được luôn. Rồi mình tăng cái size lên, cỡ chừng đâu đó khoảng 100 đi, 99% được. Rồi mình trở về phần basic. Basic thì hai dòng, mình chỉ tác động vào hai cái trục X của nó thôi. Trục X bây giờ mình đè, mình giữ trục trái vô, mình kéo nó qua bên trái một chút xíu, bên trái một xíu. Ở dưới thì mình đè X, mình kéo bên phải một chút xíu. Rồi bây giờ mình thay đổi khoảng cách trên dưới thì mình thay đổi trục Y này, mình chỉ thay đổi một hàng là nó coi như thay đổi hai hàng hết. Ví dụ như mình muốn cái này nó dài ra hơn chút xíu thì mình cho số lớn hơn, đó nó có khoảng cách thay đổi nó dài hơn vậy thôi, đơn giản. Những cái thông số này thì cái này là chất lượng HD, còn 080 chất lượng Full HD. Còn ở dưới nó có những cái tỷ lệ khác nhưng mà mình nghĩ là không quan trọng lắm đâu, tùy theo muốn làm như thế nào cứ chọn HD nhưng cũng ok. Những cái step in step out này thì khoan, hãy quan tâm tới nó nâng cao. Rồi bây giờ nghe nhạc lại đó. Bây giờ thấy cái chữ màu đỏ thì chỉ cần qua phần mô đun nè, thì lít nếu mà thích cái màu gì, màu sơ thường thường là nam màu xanh thì ok, màu xanh nó sẽ đổi màu xanh. Rồi bây giờ có những cái tip này để thay đổi sao cho cái bài của mình nó chính xác hơn những bài của người khác. Ví dụ như nè, nhìn nha, mình kéo về đầu bài thì dễ xe cho dễ làm. Đây rồi cho nó chạy. Bạn bè tối nhau chưa bao lần gặp lại đó. Cái chỗ này là cái chữ kỹ, tất cả hầu như là tất cả mọi chữ nó đều hơi chậm hơn một chút xíu. Vậy thì bây giờ mình ví dụ như cái chữ ngay chỗ bạn nè, mình kéo dài lên chút xíu ngay đây đó. Rồi chữ hồi xưa xa nhau, chữ nhau này mình kéo gần giãn chút xíu. Còn chưa bao giờ gặp lại, mình cho cái chữ chưa nó dài ra xíu. Ta chữ kỹ này mình cho chữ kỹ dài ra tí xíu. Vậy thì khi để cho khi nào nó vào nhạc á, thì cái chữ, những cái chữ đầu tiên thế này là nó đi nhanh hơn, cho cảm giác đúng nhạc hơn. Xem lại nha. Đó, giờ là chưa chính xác nhạc luôn. Ok, sau đó sau khi mà xong hết rồi thì mình, cái này là chỉ cho những cái máy mà làm, chỉ cho các bạn đầu tiên là làm ở những cái máy Adobe 7. Vậy thì mình sẽ xuất ra cái file AV. Ok, vậy thì khoan, để chắc ăn thì đầu tiên mình lưu nó lại, mình lưu lại thì nó sẽ có tên sẵn, nó sẽ có tên luôn, lưu ngoài ra ngoài desktop luôn, bấm vô desktop lưu ngoài desktop luôn. Rồi sau khi lưu như vậy thì nó có tên đường dẫn tất cả mọi thứ rồi, thì mình bấm tool, mình xuất file ra là nó có sẵn luôn nè. Rồi mình chọn cái file AV, cái file này là cái file chỉ chữ này thôi, còn cái phần nào không có. Vẫn là chọn ra ngay desktop thôi, cho ra desktop luôn, xem ngay ngoài desktop luôn. À, gắn tên luôn. Cái desktop, chọn đặt tên gì. Chọn đặt tên gì được, để xem lại. Rồi start. Rồi. Ở ngoài này nó có sẵn cái file, đây, có sẵn file này rồi nè. Này. Nó dĩ nhiên là nó không có gì trong này rồi, ngoài chữ không có gì hết. Xong đó, tạo cái phần này. Rồi bây giờ mình tiếp tục là mình ghép nó lại thành một cái bài karaoke. Hôm nay thì chỉ vậy thôi. Rồi mình sẽ dùng cái chương trình Adobe Premiere 2015. Rồi mở lên, à quên đó, tắt thằng này đi cho nó nhẹ máy.
máy này cùi lắm, cho nên là làm hơi chậm. Nếu mà có nhiều người thích video này mà muốn làm nhanh hơn, có sự kết hợp tốt hơn, thì mình sẽ làm. Rồi tạo chậm quá, yên tâm, khi mà cắt ghép video thì nó là nhanh thôi. Rồi tạo một cái mới, đặt tên là chỉ có bạn này thôi. Ok đâu, ok, chọn DV, đúng ra cái phần CUDA không chọn được, máy cùi quá mà. Capture HDV. Ok. Rồi, rồi mình sẽ lít chuột. Lít cho phần này mình lít chuột phải, Import. Import cái file lời hồi nãy. Lời bài nhạc là làm có file lời nè, bài nhạc. Ok, kéo vào. Đầu tiên là mình kéo cái file lời mình qua. Rồi mình kéo bài nhạc qua, hai cái này thì kéo file nhạc qua. Hai cái này thì nó bằng nhau. Rồi mình kéo cái này lên đây. Đó, bây giờ thì bây giờ xuất file ra nó vẫn có đây. Nó vẫn màu đen như vậy. Nhưng mà mình muốn chèn hình nền vào thì mình ra mình lựa cái hình mình thích. Hình nào cũng được. Trong đại này có cái máy nó, máy này có sẵn hình không? Hình gì không? Máy này sao không có cái hình nào luôn? Rồi lên mạng lấy đại cái hình nào đó đi. Trên mạng chọn tìm là khát nước chẳng hạn. Thì mày chọn đại một cái hình đâu đâu. Lưu đại một hình nào, lưu đại cũng được. Xeo về mây ơi. Laptop luôn. Mọi thứ chuyện đồng laptop hết chắc ăn. Ok, có cái hình nào rồi. Mình mở cái chương trình lên. Mình import nó vào. Đồng laptop, này. Gắn hình nó vào. Ok, đây. Đó, mình scale, mình cái hình nó không to bằng cái màn hình ở trên thì mình lít chuột phải vào cái hình này, mình chọn cái dòng scale to ram size thì nó bự lên đó. Đó rồi, tới đây thì cái video của mình gần hoàn thành rồi. Mình lúc này mình có thể lít vào cái chữ T, cái pen tool hả. Ồ, lâu không xài lại cái phần mềm này. Không biết đánh chữ đâu luôn trời. Bây giờ xài 2021 rồi, quay lại ta lại làm vào ngày không biết đánh chữ đâu luôn. Capture. Không cho hiện title lên luôn. Title sai. Rồi tới đây thì chỉ cần lúc tới đây thì mình chỉ cần điền tên là thành phố Buồn hay gì đó ở đây, và mình xuất file ra là có file thành phố Buồn karaoke chứ hả. Title, rồi mình xuất file thì vào new file export, hoặc là ấn Ctrl M nè, rồi mình xuất cái file ra thành được một cái file video. Tại vì cái này nó quá tải nặng, cái máy yếu quá, cho nên là làm mẫu cho các bạn xem thôi. Rồi pixel chọn medium thôi, kéo này nhỏ lại, kéo lên đây size như đây nè. Rồi mình xuất file ra, mình chọn H264 medium bitrate, mình export ra, mình chọn cái file name của nó là này, cho ra ngay desktop luôn đi.
rồi upload xong rồi. Rồi có thể save lại cái này thành một cái file, save cái project này rồi. Đây chính là cái sản phẩm mà mình được đây. Đây. Đó. Đó, rồi bây giờ chỉ về post lên YouTube. Lên YouTube, post lên YouTube là xong. Xin chào và hẹn gặp lại.